ti bà ta vệ ra ma ni si ca pa đăng sa di ya mi a di na đa na vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi ca cha ra vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi mu sa wa đa vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi su ra me ra cha ma cha bà ma tha na vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi bà na ti bà ta vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi a định na đa na vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi ca me su minh cha cha ra vệ ra ma ni si ca pa đăng sa ma di ya mi Musawada Vệ Ramani Sikha Badang Samadhi Yami Surame Raja Matchampa Matanthana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhi Yami Imani Pancha Sikha Badani Sadukanka Toa Appamadena Nityakalang Samarakhi Thappang Sile na sugatin yanti, sile na koga sampada, sile na niputin yanti, tasma silang viso thaya. Rồi, mời Nguyễn Như. Sa thu sa thu sa thu. Ua ta mang ghe na văn đề hăng, bà đà băng sung và rùa ta mang, bùa thê yô khá lý tô đô sô bùa thô, khá ma tu tăng ma mang, ua ta mang ghê na quân đề hăng thăm man cha đu vi thăng và răng thăm mê yô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng ua ta mang ghê na quân đề hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Dạ con thân xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin kính mời đạo tràng cùng với con thắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rinh vi nha dành cha ka yang su tan cha ban thang a phi tham ma cham mang a cô ta dặn tô cha tu sanh cha đành
Alo, 1234. Dạ, sa thú. Thuyền pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mới mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đám mưa lành dưới khăm thế gian, bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khăm chôn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá, và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để thuyết cho chúng con bài học hôm nay, và con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong râm, dạ, xin thân chào tất cả quý vị. À, hôm nay chúng ta tiếp tục học về tâm sở phối, tâm sở phối hợp ha, tâm sở bất thiện phối hợp. Trước khi vào hôm nay chương trình chúng ta có ba phần, phần thứ nhất là đọc Bali về cái bài mới, phần thứ hai là chủ học, phần thứ ba nếu có thì giờ thì dạy câu đố vui có thưởng nha, thay đổi không khí ha. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahang sama sambutho Bhagava Buddhang Bhagavan tang apivadeyami Svakkhato Bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ namami Sama sambuddhamatulang sasattham bhagavatthamang apivadipasissang apithammatassangaham. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Kính thưa quý vị, bắt đầu chương trình thì mời cho Nguyễn Boss của bài Bali lên ha, để chúng ta cùng nhau đọc. Hôm nay mình học vô cái phần Akusala Sangha. Giờ tôi đọc sơ cái phần Bali trước ha, rồi quý vị lên nha. Một Akusale Subana Moho Ahirikang Anottabang Uttachang Jati Chattaro Me Chê Tát Sít Ca Sắp Ba Cú Sá La Sa Tha Ra Na Na Ma Sắp Bê Su Bi Đoà Đa Sa Cú Sá Lê Su Lóc Phần Tí. Số 2 Lô Phô Át Tha Su Lô Phá Sá Gá Đa Tê Suê Quá Lóc Phá Tí Đít Thi Cha Tu Su Đít Thi Gá Tô Sầm Bá Yú Tê Su Mano chatusu dittigatta vipayutte su. Số 3 Doso itsa makcharyang kutkukchang chadvi subatikha chitte su. Số 4 Thinang mithang banjasusasangkharikachitte su. Số 5 Vichikit cha vichit cha sahagata chitte ye walapati ti sappa munye sucatta ro lo phamule tayo ngata do samule sucatta ro sasankhare doyang tatha vichit cha chitte cha ti chatut Dasa Dwa Dasa Kusale Swe Wasam Yutchan Tiban Chattha. Đó là chúng ta có
số những cái bài đọc như vậy ha. Rồi bây giờ mình chia nha, trong đây quý vị sẽ chia ra đọc thành mấy đoạn, hay như 4 đoạn ha. Rồi lên thay phiên nhau đọc từng đoạn, đoạn tiếng tiếng Bali rồi tiếng Việt luôn. À, rồi xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm làm đầu tàu đọc trước bạch sư. Con xin dâng bích lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, yeah, mô Phật. À, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. À, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. À, bây giờ sư xin đọc đọc bài trước ha. Rồi mời quý vị giơ tay lên đọc tiếp nha. À, Akusala Sanggraha, tâm sở bất thiện phối hợp. Đoạn 1. Một Akusala Aku xá lề su bana mô hồ ahirikan anot tập bằng a da chát căng cha tí chát ta rô mê chê ta si ca sáp ba cú xá lá sa tha ra na na má sáp bê su pí đoà đá xa cú xá lề xú lấp bành tí. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Đoạn 2. 2. Lô pô át tha xú lô vá xá ha gá tê xoa vá lấp bành tí. Tham chỉ nằm trong 8 loại bất tham chỉ nằm trong 8 loại tâm bắt nguồn từ căn tham: đích thí, chá tu xú, đích thí, gata, xăm bá dút tê xú. Tà kiến nằm trong 4 loại tâm liên hợp với tà kiến: mano, chá tu xú, đích thí, gata, quýt phá, chút tê xú. Ngã mạn nằm trong 4 loại tâm không liên hợp với tà kiến. Rồi, mời Kevin đọc tiếp nha. Rồi, phần của sư tới đây là vừa phải không nha. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính chào thầy Ken và chào sư Thanh Tâm và kính chào đạo tràng. Dạ, cho con xin đọc tiếp nhưng mà con chưa thấy bài. Bắt đầu là chữ mano, mano đó hả quý bạn? Hay là đoạn 3? Đoạn 3, ok. Dạ, con xin bắt đầu tiếp tục đọc đoạn 3. Đoạn 3. Do so isa mach chari yang kuk chang chào tùy supati chua ti cha tùy supati kha chi chê su sang tật lặng và hỏi nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. 4. Thì năng mít thần panch chasu sa chan panch sa sang kha rikachite su hôm trầm và thủy miên nằm trong năm loại tâm hỗ trợ. Dạ, con hết thấy rồi, chắc là xong bài rồi. Dạ, xin mời người khác lên đọc. Dạ, con xin xuống mic.
Nam mô Bổn Thầy á. Cho Nguyễn boss mỗi lần boss boss một đoạn lên luôn, boss hết nguyên một đoạn, ví dụ đoạn một rồi boss hết là đoạn một luôn, chứ boss từ 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 lên nó nhìn cũng được, nó nhìn nó tưởng qua cái khác. Đoạn một xong rồi đọc xong cái mình sẽ cho bông cho cái xuống, cái ai lên nó đọc đoạn hai. Boss là nguyên đoạn luôn đấy, chứ đừng boss từ cứ chục cái giúp nha. Rồi xin xuống nhà. Con kính chào ba ngôi Tam Bảo, kính chào sư Thanh Tâm và chào sư thầy Kinh và đạo tràng. Bây giờ con xin đọc phần phần mấy đây cô Châu? À đoạn 4. Sa ba pun ye su chat ta ro lo ha mu le ta yo gat ta do sa mu le su chat ta ro sa sang kha re tuệ yang tat ta vi chi kết cha vi chi kết cha chết tề cha ti ập cha ti cha tut đã sa đoà đã xa cụ xa lê xuê quá sang bạ dùng chẳng tí bành chà đá. Tóm lược, bốn được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện, ba trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, bốn trong những loại tâm bắt nguồn từ căn sân, và hai từ các loại tâm có hữu trợ. Hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Dạ xin cảm ơn, xin xuống mic. Kim Nhung ạ, kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính đỉnh lễ ân đức Phật, đức Pháp, kính đỉnh lễ ân đức Tăng, kính đỉnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh và kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin sang sở bất thiện một số bất thằng trà chè tắc si cà ta la thà nà bà xà cu sa la xề la phàn tí. Trong các hiện này si vô tài vô quý và phóng dật nằm trong tất cả các loại. À, hết rồi ạ. Dạ. Mời Samma Ghi Hí. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Con chưa có thấy bài ha. Đoạn 2. Không thấy ạ. Dạ, không sao, để con dỡ nó lên trên. Dạ. Con xin đọc Lô phô a tha su lô tha sa ha ga tuệ xoa wa la pha ti đít thi cha tu su đít thi ga ta sa bát yu tê su
Mano chatu sudit tigata vip bayuk te su. Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Không biết con coi không thấy bài. Dạ thôi con xuống con không thấy bài. Ngã ở đây. Tà kiến nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. Ngã mạn nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Dạ con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, quý vị có thấy bài này không vậy quý vị? Alo. Alo. Thấy hả? Ok. Rồi, bây giờ vậy, giờ Nguyên Trang lên đọc từ đầu tới cuối một lần ha. Nguyên Như đọc một lần nữa. Là xong cái Châu Nguyễn đọc một lần nữa. Ba người đọc ba lần như thế là sao là nắm được bài đó. Là cho nó trọn vẹn. Chứ giờ đọc kiểu từ đoạn này nó khó. Thấy quý vị đọc bớt bài lên khó đọc quá. Rồi giờ Nguyên Trang trước, Nguyên Như tới Châu Nguyễn nha. Rồi mời quý vị đọc nguyên bài luôn nha. Ok. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ con kính chào Thầy Kinh. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Akusala Sangaha, tâm sở bất thiện phối hợp. Đoạn 1. Akusale Supanamo Ho Ahirikang Anottapang Uthachang Charichattarome Chetasika Sappa Kusalasatharananama Sabbe Supidwadarsa Kusale Sulapanti. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Đoạn 2. Lô phô athasulo phasahakate sue walapati. Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Dit thi chatu su dit thi gata sambayutte su. Tà kiến nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. Mano chatu su dit thi gata vipayutte su. Ngã mạn nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Đoạn 3. Đô sô issa Machariyang Kutkutchang Chadui Supatikachitte Su. Sân, tật, lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. Thi năng Mithang Banjasusakhangka Rikachitte Su. Hôn trầm và thủy miên nằm trong năm loại tâm hỗ trợ. Vichikicca, Vichikicca sahagata citta yeva. Dạ con đọc lại chữ này. Vichikicca sahagata citta yeva lappatiti. Hoài nghi chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Tóm lược, 4 được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện, 3 trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, 4 trong những loại tâm bắt nguồn từ căn sân, và 2 từ các loại tâm có hỗ trợ.
hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng với 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin đọc bài ạ. Akusala Sangaha, tâm sở bất thiện phối hợp. Đoạn 1. 1. Akusale Subana Moho Ahirikan Anattabang Uthachang Chathichattarome Chetasika Sabba Kusala Satharana Nama Sabbe Subidwa Dasa Kusale Sulapphanti. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Đoạn 2. 2. Lô phô ách tha su lô phá xá há gá tề xuê quá lắp phá tí. Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Đích thí chá tu su đích thí gá tá sầm bá dút tề su. Tà kiến nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. Mano chatusudit thigata vipayutte su, ngã mạn nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Đoạn 3. 3. Doso issa macchariyan kutkucchan chadui subati khatit chitte su. Sân, tật, lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. 4. Thi năng, mít thằng, bành chá xú xá sằng khà rí cá chích tề xú. Hôn trầm và thủy miên nằm trong năm loại tâm hữu trợ. 5. Quý chí kích trà, quý chí kích trà xá há gá tá chích tề dề quá lắp phá tì tí. Hoài nghi chỉ nằm trong ba loại tâm liên hợp với hoài nghi. Đoạn 4. Sắp bà buồn nhề xú chất tà rồ, lồ phá mù lề tá dồ gá tà, đồ xá mù lề xú chất tà rồ, xá sằng khà rề đá dằn tá thà, quý chí kích trà, quý chí kích trà, chí tê trà, tí chá tút đá xá, đòa đá xà cú xá lề xuề quá, xầm bá dút chành tí bành chá thà. Tóm lược, bốn được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện, ba trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, bốn trong những loại tâm bắt nguồn từ căn sân và hai từ các loại tâm có hữu trợ. Hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sangha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Sít Nguyễn Trang, cảm ơn Như Quỳnh đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài ạ. Akusala Sangaha, tâm sở bất thiện phối hợp. Đoạn 1. 1. Akusale supanamoho ahirikan anotapang uthachan chatichattarome chetasika sabba kusalasatharana nama sabbe subidvadasa kusale sulappanti. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Đoạn 2. 2. Lô phô ác tha su lô phát xa gá tê xuê qua lắp phá tí. Tham chỉ nằm trong 8 loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Đít thí cha tú su đít thí gá tá xàm ba dút tê su. Tà kiến nằm trong 4 loại tâm liên hợp với tà kiến.
Ma no chatu su dit thi gata vip payutte su. Ngã mạn nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Đoạn 3. Ba đồ sô isa mắc chari yang cút cút chàng cha đùi su pati khát chít tề su. Sân tập lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. 4. Thì năng mít thần bằng cha su sa sàng khà rika chít tề su. Hôn trầm và thủy miên nằm trong năm loại tâm hỗ trợ. 5. Quý chí kích trà, quý chí kích trà, sa ha ga ta chít tề, dề quá lóc, phát tì tí. Hoài nghi chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Đoạn 4. Sắp bà bùn nhề su chát tà rồ, lồ phá mù lề ta dù ga tà, đồ sa mù lề su chát tà rồ, sa sàng khà rề đoa dần ta thà. Quý chí kích trà, quý chí kích trà, chích tề trà, tí cha tút đá xá, đòa đá xá, cú xá lê xuề quá, sầm bá dút tròn tí bành cha thà. Tóm lược, 4 được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện, 3 trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, 4 trong những loại tâm bắt nguồn từ căn sân, và 2 từ các loại tâm có hỗ trợ. Hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn thầy ạ. Con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Dạ con Như Quỳnh, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm cùng toàn thể chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Akusala sangaha tâm sở bất thiện phối hợp đoạn 1. 1. Akusale supanamo ho ari ahiri kang anatapang uthachang cha ti chat ta ro me che tasika sat ba kusala sa tha ra na na ma sat be supidwa dasa kusale su lap phang ti. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này, si vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các tâm bất thiện. Đoạn 2. Lo pho athasu lo pha sahagate swe wa lapati tham chỉ nằm trong 8 loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Dithi chatusu dithi gata sampayutte su tà kiến nằm trong 4 loại tâm liên hợp với tà kiến. Ô, con không có thấy chị bốt, để con coi lại bài cũ. Con không có thấy chị Châu bốt được bài. À dạ rồi, thấy rồi. Mano chatusu dithi gata vipayutte su, ngã mạn nằm trong 4 loại tâm liên hợp với tà kiến. Đoạn 3. Dosoissa macchariyang kukkacchang
cha truy su pa ti ga chi te su. Sân tật lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. Đoạn 4. Sắp ba punye suchata ro lo famule ta yogata do samule suchata ro sasankhare doa yang tatha vichikicha vichikicha chitte cha ti cha tup da sa doa da sa kusa le swe wa sam payat chang ti pan cha tha. Tóm lược, bốn được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện, ba trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, bốn trong các loại tâm bắt nguồn từ căn sân, và hai từ loại tâm có hỗ trợ hoài nghi hiện hữu trong các loại tâm liên hợp. Với hoài nghi như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng sanh, đồng phát sanh cùng 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Dạ con đã đọc xong mà, con xin xuống mic. Sa thứ. Rồi hôm nay đọc này, vậy cho lẹ ha. Rồi từ sau chắc nghĩ ra cách khác rồi làm sao đọc cho dễ. Rồi kính thưa vậy, hôm nay mình bước vào học cái phần tâm sở bất thiện phối hợp. Thì trước tiên là chúng ta nói về cái nhóm đầu tiên. Quý vị dòm được cái bản điêu thấy nguyên nhóm bên 14 cái dòng tròn. Bây giờ nhóm đầu tiên là si phần. Si phần là gồm những tâm sở gì quý vị? Hello, si phần. Rồi, si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Đúng rồi, nó là bốn tâm sở này được gọi là, bốn cái loại này gom lại được gọi là si phần. Ok, rồi bây giờ tâm sở si có mặt trong tâm dục giới tình hảo không quý vị? Tâm sở si có mặt trong tâm dục giới tình hảo không? Alo. Không. Không, ok, xa lắm ha. Rồi, vô tàm, vô ý, phóng vật có mặt trong tâm vô nhân không? Vô tàm, vô ý, phóng vật có mặt trong tâm vô nhân không? Alo. Không luôn, xa lắm ha, xa lắm, học trò giỏi quá. Rồi, bây giờ si phần. Là si, vô tàm, vô ý, phóng vật, bốn cái tâm sở này có mặt trong những loại tâm nào? Si phần như quý phân dạng si phần có mặt trong những loại tâm nào? Alo. Mười hai tâm bất thiện, chính xác không? Chính xác, xa thứ. Tức là si phần có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tức là nó thuộc về tâm sở bất thiện. Tâm sở thiện gì quý vị? Tâm sở bất thiện. Biến hành, đúng rồi, xa thứ, tâm sở bất thiện biến hành là nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, tức là nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Si vô tàm vô ý phóng dật có mặt trong 12 tâm bất thiện ha. Rồi giờ tới cái tham, tâm sở tham có mặt trong tâm đáo đại. Quý vị người ta nói thiền cũng có tham, như vậy tham có mặt trong đáo đại không? Không, không sao hết. Đây là tham có mặt trong đâu quý vị? Có mặt trong tâm sân chúng ta. Có mặt trong tâm sân không? Không luôn. Ok, vậy về tham có mặt trong 8 tâm tham. Tâm sở tham có mặt trong 8 tâm tham. Chính xác ha. Rồi chủ sĩ ghi lại nha, ghi lại cho nó chính xác nha.
Rumi lại nha. Rồi tới tà kiến. Tà kiến có mặt trong những tâm nào? Alo. Tâm thiện hả? Hữu trợ hay vô trợ? Tà kiến có mặt trong tâm thiện, hữu trợ hay vô trợ? Bốn tâm hợp tà. Bốn tâm tham hợp tà. Ra hướng chính xác không? Bốn tâm tham hợp tà. Rồi. Rồi, ngã mạn có mặt trong những tội tâm nào? Ngã mạn có mặt trong những tội tâm nào? Bốn tham ly tà, xa thủ lô hà, chính xác ha. Này bà dễ quá, biết hết trơn ha. Bốn tham ly tà, rồi. Tâm sở sân có mặt trong tâm tham không? Không luôn. Ok. Sân không có mặt trong tâm tham. Rồi nó có mặt ở đâu? Nếu nó không có mặt trong tham thì nó mặt ở đâu quý vị? Thì xong mà hai MC dữ. Có mặt trong hai tâm sân. Rồi ok. Hai tâm sân. Rồi sao đúng. Rồi Phật lẫn hối có mặt trong những tâm nào? Có mặt trong tâm si không? Có mặt trong tâm si hay không? Alo. Sân luôn, ok, sân luôn về sân bật lẫn hối là có mặt trong hai tâm sân, đúng không? Rồi, tiếp theo. Phong trầm thị miên có mặt trong những tâm nào? Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ hay ly trí hữu trợ? Có mặt trong những tâm đó không? Phong trầm thị miên. Quyền Trang cho là 12 bất thiện. Mà không trầm thị miên có mặt trong những loại tâm nào? Alo, kể ra coi. Bốn tham hữu trợ một sân, rồi cảnh sát ha, là bốn tâm tham hữu trợ và một tâm sân hữu trợ luôn, thì ông Trầm Thị Miên có mặt trong bốn, ghi ra nha, bốn tham hữu trợ và một sân hữu trợ, tức là có năm. Rồi giờ hoài nghi, hoài nghi có mặt trong tâm nào? Alo. Hoài nghi có mặt trong si hoài nghi, chính xác phải viết ra si hoài nghi đại hoàng ha. Hoài nghi có mặt trong si hoài nghi. Ok, rồi giờ mình viết lại rõ ràng ha. Gom lại chưa, gom bài lại chưa. Trong Nguyễn gom bài lại ghi xuống ha, cho nó thành một cái bản để đại hoàng ha. Rồi, si phần có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tham tám có mặt trong tám tâm tham. Tà kiến có mặt trong bốn tham hợp tà. Ngã mạn có mặt trong bốn tham ly tà. Sân tật lẫn hối có mặt trong hai tâm sân. Phong trầm thị miên có mặt trong năm tâm hữu trợ, tức là bốn tham hữu trợ, một sân hữu trợ. Nghi có mặt trong si và nghi. Nghi ra chưa? Rồi ghi là đầy đủ ha. Rồi như vậy chúng ta nhìn lại cái những vấn đề này, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta khởi bất kỳ một cái tâm bất thiện nào lên á,
nó luôn có mặt bốn cái tâm, bốn tâm sở là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. À, tức là khi khởi một cái tâm tham cũng có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, một tâm sân cũng có hay là tâm si cũng có. Thì như vậy khi mà chúng ta khởi một cái tâm bất thiện lên thì nó đi theo bốn này. À, nó làm cho cái tâm mình càng càng thê thảm hơn ha. Tức là nó bổ túc vô để cho tâm mình càng u mê, u tối, không hổ thẹn, không biết ghê sợ tội lỗi. À, mà còn vậy là còn phóng loạn động ha. Thì như vậy trong 12 tâm bất thiện này nó có sự góp phần của si, vô tàm, vô quý, phóng dật, làm cho tâm bất thiện càng trở nên đen tối. À, đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là tham. Tham, tâm sở tham này nó sanh trong tâm, nó tạo nên cái gọi là tâm tham. Thì vậy đó là tâm sở tham nó có mặt trong đầy đủ 8 tâm tham. À, hữu trợ có, vô trợ có, hỷ có, xả có, đầy đủ ha. À, thì như vậy là tâm sở tham có mặt trong 8 tâm tham. Và khi tâm sở tham này nó có mặt trong 8 tâm tham thì nó kèm theo cái bốn kia luôn, si vô tàm vô quý phóng dật luôn. À, tâm tham có si vô tàm vô quý phóng dật luôn ha. Rồi tà kiến, tâm sở tà kiến phối hợp với bốn tham và tà, là những cái khi mà khởi tâm tham mà nó còn đi kèm theo cái tư tưởng sai quấy, tư tưởng sai lệch ha, thì như vậy là bốn tham và tà. Rồi khi mà có ngã mạn thì nó cũng sanh lên chung với bốn tâm tham nhưng mà thuộc về ly tà. Rồi sân tật lẫn hối, tức là những cái bốn cái tâm sở này đó nó sanh lên nhưng mà nó tùy theo chứ nó không phải là lên một lúc bốn cái. Ví dụ mình gặp chuyện gì mình nổi sân, ai chọc mình nổi sân lên thì nó chỉ có một cái tâm sở sân nó sanh lên thôi. À, nó sanh lên trong tâm sân. Còn nếu mà mình có cái sự mà ganh tị, có sự tật ganh tị, ai là nói gì mình khởi lên cái tư tưởng mình ganh tị như người đó, thì lúc đó mình có tâm sở tật và tâm sở sân luôn, hai cái bắt đầu liên cập. Để mà có sự ganh tị là nó phải có cái sự khó chịu đó, có cái sự bực bội khó chịu, thì như vậy sân như tật liên cập. Còn nếu mình có tâm sở lận á, tức là khi mình có sự khởi lên một cái tư duy mà về keo kiệt, bỏng sẻn, buồn rít nữa ha, thì lúc đó tâm sở lận nó sân khởi đi chung với tâm sở sân, thì lận và sân. À, còn nếu mình có khởi lên cái tâm hối tiếc, tức là hối tiếc những việc ác mình đã làm, hoặc là hối tiếc những việc thiện mình không làm, thì chính cái sự hối đó nó đồng sanh chung với tâm sân, chung với tâm sở sân, nó làm cho tâm mình trở nên khó chịu, bức xúc, là rất là nặng nề ha. Như vậy sân nó đi với hối, sân nó đi với lận, sân nó đi với tật, tức là bốn cái này nó đi không có phải một lúc bốn cái, nó đồng sanh trong tham sân. Rồi hôn trầm thị miên là hai cái tâm sở làm cho cái tâm mình trở nên bị chậm lục, bị yếu đuối, bị mê mờ, bị giống như bị trở ngại ha. Thì nó chỉ sanh trong những loại tâm hỗ trợ, thì hôn cũng có mặt trong tâm hỗ trợ. Rồi hoài nghi thì luôn có mặt trong tâm si hoài nghi. Khi chúng ta có một cái sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, hoặc là nghi ngờ về Phật Pháp Tăng, thì lúc đó tâm si hoài nghi đồng sanh tâm si hoài nghi nè, tâm sở si hoài nghi nè, nó đồng sanh trong tâm si, thì được gọi là tâm si hoài nghi. Thì như vậy hôm nay là chúng ta học về 14 tâm sở bất thiện phối hợp với tâm, rất là đơn giản dễ hiểu ha. Thì chúng ta sẽ trở lại cái phần kỳ trước, ôn lại chút xíu. Rồi trước là chưa hiểu, ôn lại chút xíu ha. Thì có cái bài trước không, boss lại ngay 13 tâm sở tà tha đó, ôn lại. Rồi chút ha. Rồi cái bài này thì nắm được hết hả? Bài bất thiện thì dễ quá ha. Cái gì cho biết đi, cho biết, gửi cái bông lên đi. Nắm được thì cho biết. Alo. Rồi dễ ha, dễ ợt, không có gì ủi gì ha. Không có gì khó. Rồi giờ tới 13 tâm sở thọ tha thì cái bài trước bị rối rối lộn xộn, bây giờ mình coi lại sở tha. Và trước tiên là 7 cái tâm sở biến hành thì khỏi nói ha,
xúc thọ tưởng tư nhất hành mãn quyền tất ý, bảy cái tâm sở biến hành luôn có mặt trong tất cả các tâm, tức là 121 tâm nó có đầy đủ, tức là tâm nào lên cũng phải có đi chung như bảy cái tâm sở biến hành, tức là danh pháp sanh khởi là tối thiểu là phải có 8, tức là một là tâm cộng 7 tâm sở biến hành, thì về là 7 tâm sở biến hành có mặt trong tất cả các tâm. Rồi bây giờ tới biệt cảnh, tức là biệt cảnh là 6 cái tâm sở, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, ok đúng chưa? Rồi boss bài lên trước nè. Gì vậy? Có bài chưa? Tầm tứ nó dẫn rồi, giờ rồi giờ chi tầm là tâm sở tầm có mặt trong 55 tâm, tức là phải nhớ là đây là tâm sở trước nha, chứ không phải là tâm trước nha. Tâm sở tầm nó có mặt, tức là nó đồng sanh, nó hiện diện trong 55 tâm, tức là 44 tâm dục giới. 44 tâm dục giới gồm có gì? 12 tâm bất thiện, tâm sở tầm nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, 24 dục giới, 24 tâm dục giới và 11 sơ thiền, thì cộng lại là chúng ta có 55, đúng chưa? Thì khi mà tầm nó sanh khởi trong tâm bất thiện đương nhiên phải có tầm, trong 12 tâm bất thiện là phải có cái sự tầm thì vô gián ngấp tâm nó được. Rồi 8 tâm vô nhân, tức là nó trừ ngũ song thức ra, trừ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, trừ năm nó ra, bởi vì cái tâm vô nhân nó sanh lên nó chỉ có 7 cái tâm sở biến hành thôi, nó không có những cái tâm sở biệt cảnh, cho nên mình trừ ra là còn là có 8 tâm vô nhân, đúng chưa? Có bữa có ghi không vậy? Không ghi, ghi lại nha. Rồi ok ha. Rồi 24 tâm dục giới thì đương nhiên là phải có tầm ha, sanh lên những cái tâm thiện, tâm quả, tâm di tác là phải có tầm. Và đặc biệt là 11 sơ thiền, tức là nó chỉ tầm này nó có mặt trong 11 tâm sơ thiền, tức là 3 cái sơ thiền sắc giới, 8 cái sơ thiền siêu thế, đi hàng dọc xuống thì tâm sơ tầm nó có mặt trong 11 tâm sơ thiền. Nhớ nha, em có nói nha, tức là tâm sơ tầm nó có 11, có mặt trong 11 tâm sơ thiền. Được chưa? Nắm được không? Nắm được cho biết đi. Alo. Rồi ha. Rồi tầm là xong ha. Rồi giờ tới tứ. Giờ mình vô tới tứ. Tứ là lấy cái 55 ở trên á, 55 tâm của tầm á, cộng thêm 11 nhị thiền. 55 tâm trên là cộng thêm 11 cái nhị thiền vô. Tức là tứ nó nằm ở trong nhị thiền. Tức là thêm vô cái tâm sở tứ nó vô rồi vậy thì là nó có thành ra là 55 cộng 11 là 66. Đúng chưa? Rồi 66 đúng rồi ha. Rồi tới tâm tứ thắng giải. Thắng giải là 110 tâm. Thắng giải là 110. Trừ cái ngũ song thức ra với lại tâm si hoài nghi là thành ra là 11. 121 trừ 11 còn 110. Đúng chưa? Ngũ song thức thì không thể có thắng giải, hoài nghi thì cũng không thể có thắng giải. Thắng giải là quyết định thì hoài nghi không có, trừ ngũ song thức luôn thì như vậy thắng giải là có 110 tâm. Rồi lấy cần. Tâm sẽ cần có mặt trong 105 tâm. Trừ ngũ song thức ra nè, ngũ song thức là không có rồi ha. Ngũ môn hướng tâm cũng không có luôn. Hai tiếp thâu cũng không có, ba quan sát cũng không có luôn. Thì như vậy cần nó trừ ra 10 cái ngũ song thức, 10 cái thức. Cái thức là làm việc máy móc ha, ngũ môn hướng tâm cũng vậy, ngũ môn hướng tâm là khi cảnh tới là tự động sanh lên chứ không cần phải siêng năng tích cực gì ha. Rồi, ngũ song thức sanh lên cũng vậy, không cần. Rồi tiếp thâu cũng không cần, rồi quan sát cũng không cần, không cần có tâm sở cần. Là làm việc cách phản ứng máy móc ha. Vì vậy tâm sở cần trừ ra 10 ngũ song thức, 11, 1 nữa là 11, 2 tiếp thâu 13, 3 quan sát là 16, 16 trừ 121 còn lại là 105,
À, tức là cần có mặt trong 105 tâm. Được chưa? Rồi hỷ, tâm sở hỷ. Tâm sở hỷ dễ quá. Có 51 tâm, tức là trừ ra hai tâm sân. Hỷ là không có mặt trong hai tâm sân. Đúng chưa? Tâm sở hỷ không có mặt trong hai tâm sân. Hỷ là quan hỷ là vui thích đó, thì hai tâm sân thì chắc chắn là nó không có chui vô đó rồi, nó không có chui vô cái chỗ sân đó. Rồi thành làm trừ ra hai tâm sân. Rồi 55 tâm thuộc về thọ xả thì nó cũng không nhảy vô luôn. À, nó thọ xả thì làm sao hỷ vô được, thì nó trừ luôn cái 55 thuộc về tâm xả, tâm thọ xả. Được chưa? Rồi hai tâm thân thức, tức là một thân thức thọ khổ và một thân thức thọ lạc thì không có, là không có hỷ được. À, trừ ra luôn hai thân thức này. Gì nữa? Rồi à, 11 tứ thiền cũng trừ ra luôn, hỷ không có mặt trong tứ thiền, tâm sở hỷ không có mặt trong tứ thiền. Rồi như vậy hỷ 51 tâm nè, đọc lại nè, hỷ 51 tâm đúng chưa, ở trên có ghi đó, trừ hai tâm sân ra, hỷ không thể nào sanh vô tâm sân được hết, không thể nào mà chui vô trong tâm sân nằm đó được hết, trừ hai tâm sân ra. Ok. Rồi 55 thuộc thọ xả trừ ra luôn. À, những tâm nào thuộc thọ xả mình coi cái nút xanh 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 đó, là mình trừ ra hết. Rồi hai thân thức cũng trừ ra luôn, thức thọ khổ thọ lạc là trừ ra luôn, cái này hỷ là không có thọ khổ thì lạc đó. À, gì nữa thiền. Rồi 11 tứ thiền, trừ 11 tứ thiền ra luôn, hỷ không có mặt trong 11 tứ thiền. Được chưa? Rồi cái chỗ này hơi rắc rối xíu chỗ này ha, cái này hơi lạ xíu nha, hỷ không có mặt trong 11 tứ thiền ha. Giờ mình lấy ra khoan, về ghi kịp chưa, cái đã nói lát rối. Ghi kịp chưa? 11 trừ 11 tứ thiền, trừ 11 tứ thiền ra, ghi lại nguyên câu đi. Hỷ 55 ai năm có ghi đó rồi kìa, hỷ 51 kìa, trừ hai tâm sân năm xả hai tức một tứ thiền, và còn ra là 51 tâm. Đó đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình ghi ra năm chi thiền, ghi ra năm chi thiền đi, tầm tứ hỷ lạc định, khi năm chi thiền ra giùm cái này. Năm chi thiền tâm tứ hỷ lạc định. Rồi sơ thiền, sơ thiền có năm chi đúng không, sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định, tức là nó có tầm trong đó, tầm đầu tiên sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định, tức là sơ thiền là bắt cái tay tâm tâm sơ tầm nó nhảy vô đó là có tầm, thì đương nhiên nó phải có mấy cái kia rồi ha. À, rồi đó là sơ thiền. Rồi nhị thiền bỏ cái tầm ra, còn lại gì, tứ hỷ lạc định. À, thì nó có tứ, là có tứ đó, bỏ tầm, nó bỏ đi cái tầm nhị thiền, còn tứ hỷ lạc định. Rồi đúng không? Rồi tam thiền, tam thiền bỏ gì, bỏ tứ, còn có ba thôi, còn hỷ lạc định đúng không? Tam thiền bỏ tứ, còn hỷ lạc định. Rồi tứ thiền bỏ hỷ, còn lạc chứ định, lạc định đúng không? Thành ra tứ thiền, thấy không? Tứ thiền trừ 11 ra 11 cái tứ thiền, trừ 11 tứ thiền ra thì đó, thì nó trừ cái hỷ hỷ hỷ, nó trừ ra cái tứ thiền là vậy đó, là còn lạc và định. Rồi ngũ thiền bỏ lạc luôn, còn xả và định, đúng rồi đó, xả thử sự nha. Nhưng mà thực tế thực sự khi mà nói đến tứ thiền mình trừ hỷ
trừ hỷ ra đó là mình nói theo chi pháp mà nó đúng, nó chính xác nha. Nhưng mà thật sự nó cũng lạc của cái thiền đó, nó cũng là có chút hỷ, cũng có hỷ trong đó chứ không có, nó thuộc về bi tế hơn, nó lạc bi tế. Thành ra chúng ta phải hiểu là như vậy. Nhưng mà thực sự khi mình chia mình trừ chi pháp ra đó thì nó sẽ lòi ra như vậy, nó lòi ra tới tứ thiền là không có hỷ. Đúng chưa? Nhưng mà giờ quý vị giờ mẫn niệm thấy thấy cái nút thứ tư tứ thiền nó cũng có màu đỏ, nó có hỷ, nhưng mà nó thế nó hỷ là lạc đó, mà có gì là hỷ vi tế là lạc đó. Rồi tới đâu là hỷ đúng không? Rồi cái chót là dục, dục 101 tâm, dục 101 tâm trừ 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. 18 với 2 20 là còn lại là 101, đúng chưa? Rồi thì dục nó không có mặt trong 18 tâm vô nhân, rồi 2 tâm si cũng không có mặt luôn. Si là dục là không thể có được, bởi vì không có ai mà muốn si được. Thành ra dục là không có mặt trong 2 tâm si. 18 tâm vô nhân thì không cần phải có dục, nó vẫn sanh khởi được như thường. Đó là 18 tâm vô nhân và 2 tâm si bị loại ra, còn lại là 101 tâm. Nắm được không? Alo, cho biết đi. Rồi ha, rồi giờ tới cái mấy cái vụ có không 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 có làm thằng bản chưa, làm bản rồi post lên thử coi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt thuộc như thị. Cái gì post lên thử rồi được nha. Tầm có 55, không có 36. Tứ có 36, không có 55. Rồi. Tăng giải có 110, không có 11. Rồi. Cần 105, không có trá, đúng rồi ha. Hỷ có 55, cần 70. Rồi, dục có 101 trừ 20. Rồi đúng rồi ha, đó là cái tóm tắt lại là cho mình biết là cái tâm sở tâm nó có mặt trong 55 tâm, thì những cái tâm còn lại là nó không có, tức là 55 tâm không có 66, tức là trừ cái 66 là còn lại là 121 trừ 5 trừ cho 66 là còn 55 ha. Cũng sẽ ghi trong ghi đặt rồi, tầm có 55, không có 66, tức là 121 trừ cho 66 cho trừ 55. Đặt ra nè. Cho Nguyễn ghi đặt cái này rồi. 121 trừ cho 66 thì mới còn 55 được chứ. Tức là tâm sơ tầm nó có mặt trong 55 tâm, nó không có mặt trong 66. Tâm sơ tứ thì có mặt 36 nhưng mà không có 55. Ví dụ như 121 tâm mình trừ ra viết bên không có nữa hả? Ok, viết bên không có. Ok, ok. Tại vì cái bản này nó hơi bị lộn xộn. Rồi bây giờ có thể làm bản là theo ý mô mình, không cần nhớ đâu, cái này chỉ cần mình hiểu thôi. Đọc mình hiểu thôi. Mình hiểu cái cách người ta trình bày á. Mình đọc lại cái bản chánh văn á, đọc cái Pali nó nói ở trong tâm này có bao nhiêu tâm, có tâm này cái nọ, mình đọc cái mình hiểu được ha, hiểu được ha, hiểu ha, hiểu rồi thôi ok vậy nó xả thú ha.
Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu hết ha, thông suốt ha, giác ngộ hết rồi ha. Ok. Rồi, bây giờ tới phần muốn còn thì còn gì nữa nữa. Giờ mình còn tới nửa tiếng nữa phải không? Còn tới nửa tiếng nữa mới hết giờ phải không? Học luôn cái 25 tâm sở tịnh hảo cho rồi, cho hết luôn cái phần tâm sở à, cũng ngắn cũng dễ à, 25 tâm sở tịnh hảo luôn, đi luôn 25 tâm sở tịnh hảo đủ vui hả? Không học hả? Giờ tùy giờ cho ý kiến đi, trưng cầu dân ý đi. Giờ đố vui hay học tiếp luôn? Học luôn ha, Nguyên Như học luôn ha. Rồi học luôn đây cho hết đi, cho học luôn cho hết đi, đố vui để kỳ sát còn từ giờ ha. Rồi 25 tâm sở tịnh hảo xuống dòng 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành hai chấm, có 59 tâm, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành có 59 tâm. Là tâm gì quý vị? 12 tâm bất thiện có không? Alo. Không, ok, đúng rồi, chính xác ha, dễ ạ ha. Rồi. Tâm vô nhân có không? Tâm vô nhân. Không luôn, xà tôi vậy là hiểu bài quá rồi ha. Rồi, vậy là 24 tâm dục giới tịnh hảo có không? 24 dục chế tinh áo có luôn, xà thủ ha, xà thủ, xà thủ rồi ha. Rồi 27 có không? 27 đó đại có không? Có rồi đúng ha. Rồi 8 tâm sự thế có không? Tính 8 thôi nha cho nó gọn ha, 8 sự thế có không? Có luôn. Rồi vậy cộng lại đúng 59 không? 24, 27 cộng 8 đúng không? 24 với 27 là nhiêu? Đúng rồi, 59. Rồi tâm sở tịnh hảo biến hành có mặt trong 59 tâm thuộc về tịnh hảo không? À, làm như vậy. Rồi, cái đó là qua phần biến hành là mình dễ ha, biến hành thì có mặt trong tất cả những cái tâm thuộc về tịnh hảo là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Rồi xuống dòng 3 giới phần. 3 giới phần là gì quý vị? Ba giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ngữ nghiệp mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi ba giới phần, ba giới phần có mặt trong ba giới phần có 16 tâm, có mặt trong 16 tâm. Ba giới phần có 16 tâm. Đâu mất hết rồi. Chủ sĩ đi chạy đâu rồi? Ok. Giới phần có 16 tâm. Rồi, giờ nó có mặt trong 8 thiện dục giới tịnh hảo không quý vị? Có mặt trong 8 thiện dục giới tịnh hảo không? Alo. 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Một người có, hai người có. Có luôn. Có luôn. Rồi, xà thủ ha. Rồi, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Có ha, chính xác ha. Rồi, 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo có không quý vị? 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo.
Kevin hả? Là không. Còn ai nữa không? Không luôn, không luôn. Xà thú ha. Bởi vì nắm bài chính xác ha. Là tâm quả thì nó đâu có giữ giới được ha. Tám tâm quả thiện dựng giới tình nào không có. Dẹp ra bên. Rồi. 27 tâm táo đại có không quý vị? Không luôn, xà thử chính xác ha. Cái này mới mới giỏi nè, cái này giỏi nắm được chính xác. Và 27 tâm đạo đại không có, tâm thiền đắc thiền thì không có giới chui vô được. 27 tâm đạo đại dẹp luôn. Rồi bây giờ tám siêu thế có không? Tám siêu thế. Có luôn, xà thử tám siêu thế là nằm trong cái phần thuộc về bát chánh đạo ha. Chắc cứu ha. Rồi như vậy mình gom lại ba giới phần thì có 16 tâm, là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo cộng 8 siêu thế, à, như vậy có 16. Rồi đúng ha, quá dữ luôn ha, giỏi quá trời. Rồi hai vô lượng phần, hai vô lượng phần có 28 tâm, hai vô lượng phần có 28 tâm. Hai vô lượng phần gì vậy? Tám di tác, tám di tác sao có giới được, giới phần sao có trong di tác được, thánh a la hán này sao có di tác được. Hiểu không? Ta bậc a la hán, a la hán thì không có cái giới phần đó được, giới phần thì chỉ để cho những người thấp hơn thôi, không còn gì để tu nữa mà là giữ giới gì nữa. Rồi giờ tới đầu nói ngang tới đầu rồi ha, hai vô lượng phần đâu mất rồi, dép lên chưa, hai vô lượng phần có 28 rồi, thấy đó loạn xào rồi. Rồi có mặt trong tám thiện dục giới không quý vị? Tám thiện dục giới có hai vô lượng phần không? Bi và tùy hỷ có mặt trong tám thiện dục giới không? Có luôn, đúng không? Chính xác ha, quá chính xác luôn. Tám di tác dục giới có không? Tám di tác dục giới à. Có luôn, đúng rồi, xà thú ha, xà thú có luôn ha. Tức là A-la-hán, nhưng mà A-la-hán nhưng mà ta vẫn có lòng bi, lòng hỷ, thường có từ bi xả. Rồi tám tâm quả dục giới có không? Tám tâm quả dục giới có cái gì? Không, Nguyên Trang có đặt rồi, Nguyên Trang đặt rồi. Không, 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 không. Tâm quả thì không có ha. Rồi 27 tâm đó lại có không? Alo. 27 tâm đó lại có không? Không, mọi người không. Rồi, tiếp đi, cái này khó à, cái này suy nghĩ nha. Kevin có, Hồng Nhung có, có mà có làm sao mới được, có mà có làm sao mới được, có làm sao mới không chính xác. Hồng Nhung trừ ngũ thiền ra. Rồi quý vị khác sao? Alo. Rồi, ok. Họ lạc thôi ha. Thì như vậy nó chỉ có mặt trong 12 tâm thiền sắc giới thôi. À, 12 tâm thiền sắc giới thôi. À, ngũ thiền sắc giới cũng không có, mà vô sắc cũng không có luôn. Như vậy có mặt trong 12 thiền sắc giới.
12 thì sanh giới. Rồi, như vậy vô lượng phần, hai vô lượng phần có mặt trong 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới và 12 thiền sắc giới. Tổng cộng là 28 tâm. Rồi, đúng rồi ha. Chính xác chưa? Rồi, đúng rồi đó. Rồi, cái cuối cùng là tuệ quyền. Tuệ quyền có trong những tâm nào đâu quý vị nói thử coi. Dễ quá ha. Tuệ quyền có mặt trong những tâm nào? Alo. Ghi đàng hoàng nha, ghi ra rõ ràng đàng hoàng. Ghi bao nhiêu tâm, bao nhiêu tâm này bạn nhé. Mười hai gì, 12 thiện học trí do trật đó, các loại này ghi đọc ghi kỹ đi nha. Rồi, thục lâm là 12 dục giới tịnh hảo hợp trí là chính xác ha, chứ 12 thiện hợp trí là đặc không? 12 thiện hợp trí là đặc rồi, ok, chính xác là 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Bởi vì nó có thiện có, quả có, và di tác có, đúng chưa? Là 12 thiện dục, 12 tâm, 12 dục giới hợp trí, ha, cộng 27 đó lại chính xác ha. Rồi cộng 8 siêu thế luôn. 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí cộng 27 đáo đại cộng 8 siêu thế. Tổng cộng là mình có 47 tâm. Tuệ quyền có trong 47 tâm. À, là 12 dục giới hợp trí, 27 đáo đại, 8 siêu thế. Được chưa? Gom lại, ghi lại cái này. Bốn bảy ghi 47 là tại vì mình tính có 8 như thế thôi ha, tính 8 như thế cho nó gọn, tính nhiều cộng nhức đầu lắm, cộng số nhiều quá nhức đầu, cộng lát rối đồ hình. Ok rồi, bây giờ gom lại cái đi, gom lại hết nguyên cái đó giống được hết. Gom lại hết chưa? Ok. Mười chín tâm sở tình hảo hành, 59 rồi, 3 tâm sở giới phần, hai tâm sở vô lượng phần, rồi đúng rồi ha, trò giỏi quá, lớp này là số 1 nè, lớp này là nắm bài chính xác. Sự tự quyền rồi, vậy là xong cái tập sở phải học rồi, giờ xuống mình ghi xong chưa, xong ha, xong hết hả quý vị, xong hết chưa ghi tiếp phần chót tổng kết cái tập sở xong hết ha. Ok rồi, ghi nha. Những tâm sở phát sanh trong các tâm tùy theo, những tâm sở phát sanh trong các tâm tùy theo chấm dòng. Rồi xuống dòng, hay gặp đầu dòng ha. Tật lận hối hai chấm
tật lận hối hai chấm, sanh chung với sân theo từng loại, sanh chung với sân theo từng loại. Sanh chung với sân theo từng loại. Rồi, chuyển dòng, nhập đạo dòng, ngã mạng. Ê, giờ tà kiến tới đây, tà kiến. Sanh với tham hợp tà. Tà kiến sanh tham tà, ngã mạng sanh với tham ly tà. Ngã mạng sanh với tham ly tà. Rồi, xuống dòng. Hôn thủy, hai chấm, sanh với các tâm bất thiện hữu trợ, sanh với các tâm bất thiện hữu trợ. Sanh với tâm bất thiện rồi. Chuyển dòng ba giới phần, sanh tùy theo thiện dục giới tịnh hảo, sanh tùy theo thiện dục giới tịnh hảo hoặc siêu thế, sanh tùy theo thiện dục giới tịnh hảo hoặc siêu thế, hoặc siêu thế. Rồi, xuống dòng là bi tùy hỷ, hai chấm, tùy theo thiền tâm sắc giới, tùy theo thiền tâm sắc giới hoặc thiện dục giới, di tác dục giới. Bi tùy hỷ, tùy theo thiền tâm sắc giới hoặc thiện dục giới phải di tác sắc gia, di tác dục giới. Bi tùy hỷ, sanh tùy theo thiền sắc giới hoặc thiền dục giới, di tác sắc giới, di tác dục giới. Rồi xuống dòng ha, xong ha. Rồi những tâm sở phát sanh trong các tâm nhất định, những tâm sở phát sanh trong các tâm nhất định, hồi nãy là trong các tâm tùy theo, giờ trong các tâm nhất định. Phát sanh trong các tâm nhất định. Xuống dòng 36 mở ngoặc 13 tà tha cộng 23 tịnh hảo trừ 2 vô lượng phần. 13 tà tha thì theo là bất định đó, đúng không ạ? Sao thấu 13 tà tha 23 tịnh hảo trừ 2 vô lượng phần, đóng ngoặc lại, hai chấm, hai chấm, tâm siêu thế, dưới gọn là dễ hiểu ha, tâm siêu thế tức là 36, 36 tâm sở là 13, 36 tâm sở là có 13 tờ tha, 23 tịnh hảo trừ 2 vô lượng phần, tịnh hảo 25 hoặc là 23 nó trừ 2 vô phần ra, tức là 36 tâm sở này có mặt bất nhất định, nhất định có mặt nhất định trong tâm siêu thế. À, tức là giờ mình ghi đó, ghi tâm siêu thế là mình biết ha, đang học với cái phần nhất định. À, tức là những cái tâm sở này nhất định có mặt trong tâm siêu thế, được chưa?
Rồi tiếp theo 35 là 35 tâm sở đó. Mở ngoặc 13 tờ tha cũng giống vậy ha, 13 tờ tha cộng 22 tình hảo trừ 3 giới phần. 13 tờ tha cộng 22 tình hảo trừ 3 giới phần. Đó là 35. Hai chấm là tâm thiền. Và chắc chắn là những cái tâm thiền là nó có 35 tâm sở sanh chung. 13 tờ tha 22 tình hảo trừ 3 giới phần. Bởi vì tâm thiền nó không có giới phần. Rồi đúng ha, tức là 35 tâm sở này có mặt nhất định trong tất cả các tâm thiền. 13, 22 trừ 3 giới phần ra. À, bởi vì giới phần là nó có mặt bất định ha. Không tính cho được. Rồi 38, từ nãy 35 giờ tới 38. Mở ngoặc 13 tờ tha cộng 25. Tình hảo, mở ngoặc. Hai chấm. Tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo. Ba mươi tám là 13 tờ tha cộng 25 tâm sở tịnh hảo có mặt nhất định trong tâm dục giới tịnh hảo. Rồi, đúng rồi. Rồi, cái chót là 27. 27 là 13 tờ tha cộng 14 bất thiện. Hai chấm là tâm bất thiện. 13 tờ tha cộng 14 bất thiện là tâm bất thiện. Đây, tóm tắt lại để cho mình có nắm thêm những cái chi tiết để nắm được cái bài nó càng hơn. 27, 13, 14. Mất thiện. Được chưa? Thiếu ghi thế này. Rồi, à, là như vậy là tóm tắt là những cái tâm sở phát sinh trong các tâm tùy theo có chỗ này có chỗ kia tùm lum ha. Còn nhất định thì nó có những cái loại vậy rồi đó, là khi mà nhất định. Rồi, như vậy là chúng ta đã học xong cái bài học toàn bộ là tâm sở phối hợp với tâm. Là như hôm nay là mình học trọn vẹn được cái bài này ha. Tuần sau mình bắt đầu mình bước vô là tâm phối hợp tâm sở, ngược lại. Ngược lại khi mình học được cái bài này rồi qua cái bài kia thì nó dễ ạt ha, cái gì dội ha, cái gì ha. Vô lượng phần sao siêu thế được, vô lượng phần đâu phải vô siêu thế được. Siêu thế là năm vậy chứng đắc niết bàn thôi, là đối tượng nó là niết bàn chứ nó không có đối tượng là chúng sanh được. Còn tâm vô lượng phần là đối tượng là chúng sanh, là chúng sanh khổ, chúng sanh hạnh phúc này, thì nó không thể có mặt trong siêu thế. Siêu thế chỉ một đối tượng duy nhất là niết bàn, đối tượng duy nhất của nó thôi. Rồi ha, ok. Rồi do hôm nay chúng ta đã hoàn tất xong cái phần tâm sở và tâm phối hợp, rõ ràng ha, quý vị nắm được chính xác ha. Rồi, do phước báo và chúng ta hôm nay nguyện cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Rồi, xin xuống đức nhận lại đặc chi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tinh hôm nay đã giảng cho chúng ta rất là nhiều bài hay, dạ mà ít rối hơn kỳ trước, sa thú thầy giáo. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ, trước hết thay mặt lớp học thành kính
tri ân thầy kinh rất nhiều nha. Sư thay mặt chư tăng phúc chúc cho đạo tràng. Sapa Buddha Nuba Ve Na Sapa Dhamma Nuba Ve Na Sapa Sangha Nuba Ve Na Buddha Ratanang Dhamma Ratanang Sangha Ratanang Tinang Ratananang Nuba Ve Na Chatura Siti Sahasa Dhamma Khanda Nuba Ve Na Pitaka Cha Nuba Ve Na Chi Nau Sa Nuba Ve Na Sapa Te Roga Sapa Te Paya Sapa Te Antaraya Sapa te ubatawa, sapa te dunimita, sapa te agamangala, winasantu ayatako, darasako, siriwatako, jasawatako, borawatako, wandawatako, sukawatako, hotu sapada, dukaro, gafaya, vera, soka, satu, ubatawa, aneka, antaraja, piwanasantu, kete, yasa, jajasitamangla, pang, sotipayang, sukang, walang, Bhavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nubhavena sapa dhamma nubhavena sapa sangha nubhavena. Do nhà đức của chư Phật, do nhà đức của giáo pháp, do nhà đức của chư tăng, do nhà đức của tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, do nhà đức của tam môn bốn ngàn pháp môn, do nhà đức của tam tạng, do nhà đức của chư thanh văn đệ tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tác hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người cũng chưa được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thành lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui cầu sinh hằng đến cho người. Tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc đều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tái đại, hoặc nhiều sự tái hại cầu sinh cho được tiêu diệt. Do nhờ các nhất là đức của Phật. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ con xin thông báo với đạo tràng là ba chồng của cô Trúc Nguyên đã mất hồi sáng nay. Và chúng con thành kính có thể dâng tất cả những quả phước mà chúng con đã học được, hành được và làm phước từ xưa tới giờ. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng lên cho ông một thể có thể siêu sanh nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề qua tà sanh ti vi hà ra qua si ni bu bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình Ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thinh ca đoan tê ta vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắn cha na qua ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô pa ti ca. Ni cha ni cần tham ma qua răng pa tình cha te sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô khô tu sa mắc gu. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam ba bu nei ya ma tham ma yam ba we ti te
y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hoan tu nha tha du y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hoan tu nha tha du y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hoan tu nha tha du Ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến phân thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nhập tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin trân trọng kính mời toàn thể chư vị trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai, và chúng ta lại được nghe sư Pháp giảng tiếp về ngã quỷ sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị.